dưỡng với thành phần của thuốc độc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 1, 2, 3 và 4, 5, 6. Công thức Titireso với tyrosin và tryptophan giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. Titireso cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Vui học tối ưu, tiếp thu hiệu quả. Mua sữa cô gái Hà Lan 1, 2, 3 và 4, 5, 6 để đổi quà cho bé. Sách điện tử thông thái, bộ sưu tập phát triển kiến thức và bếp từ thân thiện cho mẹ, hãy giúp bé học hỏi hiệu quả hơn.